Xin chào mọi người. Hôm nay em xin giới thiệu đến cho mọi người cùng xem và thưởng lãm một cái món đồ. Đó là một cái tiền vẽ trái lựu. Thì đây là một trong những cái món đồ rất là quý, em lưu giữ cũng rất là lâu. Thì hôm nay em trao duyên về cho một người khách hàng ở miền Nam, và cũng xin làm lại cái clip này cũng như là mình làm một cái kỷ niệm. Bởi vì là sau này thì cũng chưa chắc rằng là mình được duyên được cầm trên tay lần thứ hai với món đồ này. Thì món đồ này nó rất là giá trị vì nó được một người mà có cái dòng dõi nhà vua, đó là món đồ của Nam Phương Hoàng hậu. Thì người là vợ của vua Bảo Đại thì sở hữu một trong những món đồ nó gần giống như thế này. Thì em được cái duyên sở hữu tại đất Bình Định quê em, thì em sẽ cung cấp cái hình ảnh một cái món đồ nó y như thế này, được triển lãm tại bảo tàng Paris, và nó thông qua một cái cuộc đấu giá, và nó được một trong những cái doanh nhân trong những cái tập đoàn lớn ở tại Việt Nam mua, nhờ người đấu giá mua một lô đem về Việt Nam, gọi là mua hồi hương những cái cổ vật đã thất thoát trước đây. Thì Nam Phương Hoàng hậu sau khi mà cùng chồng là vua Bảo Đại đi qua bên Paris sinh sống bên đó, thì người có đem theo một loạt đồ cổ của hoàng cung của triều nhà Nguyễn của những thế kỷ trước, của những món đồ của triều Minh Mạng này, của những món đồ của triều Thiệu Trị này đấy, và của những cái đế chế của triều nhà Nguyễn trước đây đấy. Thì người cùng với chồng là vua Bảo Đại đã đem qua một cái lượng đồ cổ rất là lớn. Sau khi mà qua bên Pháp định cư, thì sau này đến cái đời con cháu của dòng dõi của Nam Phương Hoàng hậu, thì mới cho tung ra bán những cái món đồ này để nhằm mục đích là cho hồi hương cho những cái doanh nhân, những người mà có tài chính tốt, cực kỳ tốt, để mà khứ hồi đem về cố hương là đất nước Việt Nam chúng ta. Đấy, thì đây là một cái món đồ quý, nó được em sưu tầm ở tại đất Bình Định, và nó cũng là một trong những món đồ mà được Nam Phương Hoàng hậu sở hữu. Đó, thì em sẽ cung cấp những hình ảnh mà tại bảo tàng Paris mà được Nam Phương Hoàng hậu sở hữu cái món đồ này. Đấy, thì em xin phép em lấy ra từng món cho các bác cùng xem này. Món đồ này được bịt bạc lành lặn hết 100%. Đây là vẽ cái trái lựu. Trong Phật giáo thì cái trái lựu là một cái loài hoa nó nhỏ nhắn thôi, nhưng mà nó đem lại một cái phúc khí, đem lại một cái may mắn, một cái tinh hoa của trong tất cả loài cây đấy. Thì nó được cân nhắc trong giới nhà Phật thì đem lại nhiều cái niềm may mắn và phước lành cho trong cái ý nghĩa của Phật giáo như vậy, nên được cân nhắc vẽ trên nền gốm sứ vào triều nhà Thanh đấy. Thì chính vì thế nên những cái món đồ này nó được vẽ trên nền gốm sứ cổ đây đấy, được em sưu tầm rất là lâu lắm rồi đấy. Một món đồ mà đồ của hoàng cung thì nó trắng tinh khôi đấy, món đồ trắng tinh khôi như thế này đấy. Và bên trong đấy, bên trong được vẽ một cái hoa cúc được cách điệu tròn như thế này đấy, và hai cái vòng xanh là biểu tượng cho một cái bầu trời đó. Còn những cái triện công như thế này, có cái triện như thế này người ta gọi là triện công này đấy, cái triện như thế này là triện công. Thì những món đồ quý thì được vẽ như thế này để nhằm
muốn nói lên cái ý nghĩa đó là sự trường tồn và cái trường tồn và vĩnh viễn luôn. Đấy thì có nghĩa là nó là một cái sợi mắt xích nó đang vào nhau như thế này, liên kết với nhau, nó rất là bền bền chắc và vững vững vàng, và nó một cái ý nghĩa đó là mình có sự chúc thọ nữa. Đấy thì những cái hoa văn nó luôn luôn có những ý nghĩa đi kèm sâu xa với nhau. Đấy thì ở dưới vành này, đấy cũng có cái truyện công như thế này. Đấy, và trong lòng nó có cái hoa cúc này. Đấy. Và ở bên ngoài đấy vẽ cái trái lựu, hoa 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 lựu và cái trái lựu này. Đó, rất là đẹp. Đó thì đây là một trong những cái món đồ mà nó rất là giá trị. Thì đây là một món đồ mà được một cái người mà có cái chức vị cao, có một cái dòng dòng dõi nhà vua triều nhà Nguyễn được 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 sở hữu. Thì đây là một trong những món đồ mà nó lưu lạc ở trong đất Bình Định của em, thì em được duyên được sở hữu và gửi về cho một người khách hàng ở tại miền Nam. Đó thì đây là một trong những món đồ quý mà rất là hiếm gặp mà khó tìm. Đấy thì đây là một cái clip mà em cũng muốn gửi gắm mà làm một cái kỷ niệm để mà lưu giữ, sau này mình cũng có được cái duyên được sở hữu những món đồ mà của hoàng cung. Đó thì xin chi duyên cho những ai đang xem clip này và nhớ đăng ký kênh của em đã được và xem được những cái món đồ mà nó quý mà nó giá trị nhiều hơn. Đó thì bác nào mà muốn sở hữu những món đồ như thế này thì cứ gọi điện trực tiếp với em để mà mình được chiêm ngưỡng, được sở hữu những cái cổ vật, những cái món đồ giá trị hơn như thế này. Xin chào và hẹn gặp lại.